con bị tê tay bắt. Ở chứ thì ngủ 30 giây. Thì tê tay bấm điện thoại nó tê. Thì càng giống mở. Để nào nó gây ra con mặn dữ lắm nè, có cái là nó bị tê tay. Trời ơi, mặn nuôi vợ mà tê tay. Con đi giúp rất là nhiều hoàn cảnh chú. Không sao, bệnh con nó vậy chứ không sao. Bây giờ con hay đi hay là con hay ở nhà? Con đi nhiều lắm, lại đi quay quay đi nhiều. Bây giờ ông Tư cho một cái loại thuốc con khỏi sắc, con có chịu không? Cho vợ con sắc, vợ con cầm máy. Vợ con sắc. Chào anh ha. Dạ, em bên kênh YouTube Từ Thiện á. À, anh bị bệnh gì anh? Dạ, em bị gan. Bị gan hả? Dạ. Anh thấy bụng anh cũng bự nha. Dạ. Bị lâu chưa? Nay cũng mấy tháng rồi. Thì mấy tháng mà bự vậy đó hả? Dạ, hồi đó nhỏ cái đầu cái nhậu lại cái bị về gõ nhậu luôn cái rồi. Chướng luôn tới giờ luôn. Giờ nghỉ nhậu hôm nay mấy tháng rồi đâu có nhậu nữa nè. Không có nhậu mấy tháng nay hả? Dạ, không dám nhậu nữa, đâu có nhậu nữa. Đi đâu khám chưa? Đi khám rồi mà chưa khám nữa mà khám nãy khám. Mấy tháng nay bự gì vậy hả? Dạ. Là bệnh gan luôn. Dạ, bị chư. Cái chân anh rất là sưng luôn không? Sưng luôn. Hai cái chân này. Sơ gan, cơ gan có chướng rồi thận, phổi tùm lum hết trơn. Nó bị biến chứng không anh? Dạ. Anh chú khám là anh bị bác sĩ nói sao? Bị khối u. Khối u à? Khối u mà cái phần nào chú? Cái phần bụng này. Bụng này. Phần hai bên này. À, chú ở tỉnh nào? Ở Đồng Nai. Chú Đồng Nai xuống đây. À, chú đi lần thứ mấy rồi? Mới lần đầu tiên. Đầu tiên nãy giờ bác sĩ khám bác Tư nói như thế nào chú? Ông cho thuốc cho thôi, ông bắt mạch ông cho thuốc chứ không nói gì. Quá trời cái bụng của chú chị. Chào mừng của chú anh chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên Mentor gửi lời cho cô chú anh chị mình từng quân với nhau tâm ngày mới an lành hạnh phúc. Hiện tại Mentor đang có mặt tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì hôm nay thì Mentor cũng được bà con chia sẻ thì một cái phòng chẩn trị đông y thì rất là nổi tiếng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thì bà con tập trung về đây rất là đông, hàng ngày nói chung là đón tiếp hàng ngàn người bệnh về đây để thầy Tư để chữa trị. Thì hôm nay mình cũng có mặt tại đây thì trước khi mình qua được bên đây thì mình phải đi qua con phà của chú chị, con phà phía ngoài xong mình mới về bên đây phía bên đây. Ở phía trước đây là có rất nhiều bà con đang bán đồ ăn chung thức uống, những đặc sản của tỉnh An Giang. Và phía trong thì mình Tư đi lúc là 8 giờ tối thì về tới tỉnh An Giang này lúc 3 giờ đêm của chú chị. Hiện tại mình ta đã có mặt tại đây thì tức nguyên một đêm nay thì đoàn của mình ta đi một chiếc xe 30 người thì đã tập trung phía trong đã nhận phiếu rồi của chú chị. Thì mình ta đang đứng ở phía ngoài thì mình ta quay một cái địa chỉ này lại, mình ta cũng xin thông báo cái địa chỉ có cô chú nào có những người bệnh trong gia đình thì xin hãy chia sẻ địa chỉ này đến bà con người thân nhân của mình đến đây để khám và điều trị. Thì nãy mình ta cũng được xin phép của bác Tư là cho mình Tư để ghi hình. Thì bác Tư nói một ngày bác Tư đón hàng ngàn người để khám và điều trị chung rất là mệt mỏi, nhưng bà con đều tập trung về đây rất là đông. Thì một lần nữa mình ta xin được địa chỉ lại ha cô chú anh chị, phòng chẩn trị đông y Dân Lập, Lương Y Nguyễn Quang Đực, tự Tư Ngoan, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì đây là địa chỉ của phòng mạch của Tư. Thì trước khi vào bên trong thì mình ta cũng review một số phía trước. Đây là bà con buôn bán rất là nhiều chú chị. Ở đây cũng có mắm là của chú chị, mắm Châu Đốc nè. Chào chị nghe. Đây mắm Châu Đốc cũng rất là nổi tiếng. Thì cô chú đi núi thì thường bắt gặp những món mắm nổi tiếng tại tỉnh An Giang, rồi me, rồi rất là nhiều khô, rất là nhiều thứ. Thì hiện tại phía trong là phòng mạch đã có chút gì rất là đông. Mình Tơ đi cùng với đoàn của mình Tơ là 30 người đi từ 8 giờ tối đến là tới 3 giờ thì mình Tơ mới tới tỉnh An Giang. Mình Tơ phải ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ thì số của Tơ Bắc là số 74. Thì bây giờ
bà con đang khám phía trong rồi sẽ lấy thuốc. Đây, thì mình ta cũng quay sơ lược phía trong của chú chị xem. À, đây thì trị bá bệnh của chú chị, trị bá bệnh ung thư, nói chung rất là nhiều, nói chung là bác đã trị cho bà con là hết bệnh đó. Bây giờ bà con tập trung nghỉ tấp đập luôn cô chú chị, rất là đông phía trong, bà con hàng trăm người đang xếp hàng để đợi bác khám, bác tự khám đó. Rất là đông. Thì có cô chú có bà con thân nhân ai mà bệnh đó thì có thể liên hệ với địa chỉ này để qua đây để khám, để bác tư khám cho đó, rất là đông. Còn cái phòng thuốc phía sau thuốc rất là nhiều, nguyên một cái kho nhà sau để thuốc rất là nhiều luôn đó. Giờ bác tư đang khám ở trong, tư quay phía ngoài cho cô chú chị xem. Một lát mình sẽ vào bên trong để ghi hình cho cô chú chị cùng xem luôn. Đây cái phòng thuốc, phòng để thuốc là cô chú chị. Ở đây những người bệnh rất là nhiều. Để mình tự phỏng vấn một số chú. Chú ơi, cho con hỏi chú bệnh gì chú? Gan. Chú bị gan hả? Chú bị lâu chưa? Mới được. Hả? Đi lâu chưa chị? Mới đây hả? À, vô khám thứ mấy à? Lần đầu hả? À, chú vô khám chưa? Khám rồi hả? Bác sĩ nói sao không? Chưa kết quả. Chưa kết quả à? Đó thì ở đây là bệnh ung thư gan hả chú? Hay là bị gan thôi? Gan cũng từ từ. Giờ thì cũng rất là nhiều bà con đang bệnh. Rồi thì với một người bệnh đó của chú vậy thì mình ta qua phòng kia. Rồi. Thì mới lên mình ta thì lúc trước mình ta cũng đã quay một cái hoàn cảnh đó là anh Nhẫn thì bị ung thư xương của chú vậy, thì cũng trong giai đoạn cuối thì mình ta đã đưa anh đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bác sĩ đã trở về. Thì hôm nay thì mình ta cũng xuống đây để quay thử xem cái chứng bệnh của anh Nhẫn có thể điều trị tại phòng khám này được hay không. Rồi em chào anh ha. Dạ em bên kênh YouTube Từ Thiện á. À, anh bị bệnh gì anh? Dạ em bị gan. Bị gan hả? Dạ. Thấy bụng anh cũng bự nha. Dạ. Anh bị lâu chưa? Nay cũng mấy tháng rồi. Thì mấy tháng mà bự vậy đó hả? Dạ hồi đó nhỏ cái đầu cái nhậu lại cái bị về gõ nhậu luôn cái rồi. Chướng luôn tới giờ luôn. Giờ nghỉ nhậu hôm nay mấy tháng rồi đâu có nhậu nữa nè. Không có nhậu mấy tháng nay hả? Dạ không dám nhậu nữa, đâu có nhậu nữa. Anh đi đâu khám chưa? Đi khám rồi mà chưa khám nữa mà khám nãy khám. Mấy tháng nay bự gì vậy hả? Dạ. Là bệnh gan luôn. Dạ em bị chứ. Cái chân anh rất là sưng luôn không? Sưng luôn. Hai cái chân này. Chơi gan có chướng rồi thận, rồi phổi tùm lum hết trơn. Nó bị biến chứng không anh? Dạ. Rồi anh ở tỉnh nào anh? Em ở tỉnh Long An. Ở Long An. Từ Long An thì qua đây có chú vậy. Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Dạ anh đi lần thứ mấy rồi? Dạ đây lần nay nữa lần thứ hai. Lần thứ hai có mặt ở đây. Thì anh uống thuốc trong thời gian nguyên một tháng rồi thì anh như thế nào? Còn cũng mới thuốc mà đều thấy nó nặng quá, nó dưới khám đợi. Dạ giờ dạ, vô năn nỉ không thầy? Vô năn nỉ không thầy? Thì phía sau lưng màn hình thì cũng có một anh thì cũng đang bị bệnh này, cũng không biết là chắc nghĩ là gan thôi của chú chị, thì cái bụng quá trời bệnh. Gan ngu đâu, thuốc này tối đi ngủ uống 30 viên này. Còn mấy bọc chú ơi cho con hỏi xíu anh bị bệnh gì chú? Bệnh thuốc đây là uống buổi sáng nửa viên thôi. Thuốc số tiểu Để anh chú khám là anh bị bác sĩ nói sao? Bị khối u. Khối u à? Khối u mà cái phần nào chú? Cái phần bụng này. Bụng này. Phần hai bên này. À chú ở tỉnh nào? Ở Đồng Nai. Chú Đồng Nai xuống tới đây. À, chú đi lần thứ mấy rồi? Mới lần đầu tiên. Đầu tiên nãy giờ bác sĩ khám bác Tư nói như thế nào chú? Ông cho thuốc cho thôi, ông bắt mạch ông cho thuốc chứ không nói gì. Quá trời cái bụng của chú chị. À, phát hiện bệnh của chú lâu chưa?
lâu chưa? 2 tháng mấy gần 3 tháng. Ủa 2 tháng mấy 3 tháng mà nó to quá trời của chú vậy? Có nghĩa là nó ăn uống mà nó không đi cầu đi tiểu được. Uống bình thường. Vậy là không có đi cầu được. Có tiểu được không ạ? Cũng không tiểu được, ít. Không tiểu được luôn. Ừ. Wow. Đây, đây. Rất là tội của chú vậy thì nhiều người bệnh, nói chung là bác sĩ trả cũng rất là nhiều, thì có thể bác Tư cũng có một số hoàn cảnh thì bác Tư cũng đã điều trị hết, thì bác Tư cũng nghe nói thì một số người thì cũng đã hết bệnh, thì nói chung cũng nhầm bệnh hay quá chú nghe. Cái này thuốc cũ rồi thầy, chứ giờ bệnh viện nó đâu có trị được. Nhiều hoàn cảnh thì bên ta cũng quay một cái hoàn cảnh của kênh YouTube bên ta TV á, là có một anh bị ung thư xương đùi á, thì đi cũng nhiều bệnh viện thì bệnh viện đã trả về không có điều trị được, cũng phước phầy mấy chủ đi. Thì hôm nay thì qua đây thì được có thể là bác Tư trị cho ảnh hết đi. Dạ, cũng mong là vậy. Dạ. Chứ giờ ông bú không kêu về uống thuốc nam rồi. Dạ. Cảm ơn chú ha. Bây giờ phía sau rất là nhiều bà con đang tập trung, nói chung một ngày có hàng ngàn người để về đây để nhờ bác khám. Thì mình tao mời cô chú chị ra phía sau để xem cái kho thuốc của bác rất là lớn. Rồi trong đây thì bác được có chỗ nấu ăn uống, thì cũng nấu chay để cho bà con đến từ xa để đến đây để khám và điều trị, thì bác cũng cho mình ăn bữa cơm. Rồi, chào chú ha chú. Thì mình tôi thấy một chú cũng đang nãy chú tên gì chú? Chú Văn Hồng. Dạ. Nguyễn Văn Hồng. Là chú ở tỉnh nào chú? Tỉnh Ninh Thuận. Hả? Ninh Thuận. Ở tỉnh Ninh Thuận của chú gì thì chú cũng xuống tới đây để nhờ bác Tư khám. Chú đi lần thứ mấy chú? Lần thứ ba. Lần thứ ba hả? Chú bị bệnh này lâu chưa? Bệnh này cũng 3 năm mấy rồi. Năm mấy rồi, chú uống thuốc rồi trong thời gian này thấy nó có chịu hay không? Uống thuốc này thì có chịu. Thấy chịu hả chú? Ừ. Thì bên tôi thấy cái cặp mắt của chú rất là vàng của chú chị. Chú uống thuốc là trong thời gian này thấy đỡ hả chú? Là chú bị bệnh gì nãy chú nói là? Bị gan. Gan à. Chú phát hiện bệnh này lâu chưa? Thì đi vô bệnh viện nằm đó tháng mấy á, năm mấy á. Thì chú đi bệnh viện phía ngoài người ta trả về hả chú? Sao? Không có trả, nhưng mà nó về nhà uống thuốc, cho mình thuốc tây rồi về nhà mình uống. Yeah. Uống hàng sáng rồi mình thấy vậy, coi mình đi theo thử thuốc nam thử. Yeah. Đó, mình thử thuốc nam thử mình thấy thuốc nam nó đỡ. Thì từ ngày uống thuốc chú của bác Tư này chú thấy có giảm không? Giảm hả chú? Thì con cũng còn mong chú mau hết bệnh ha. Có rất là nhiều người bệnh kiểu ung thư gan rồi khối u rất là nhiều, thì qua đây để bác Tư để điều trị. Rồi, thì con cảm ơn chú ha. Dạ. Thì bác Tư dẫn cô chú chị ra phía sau, đây là cái kho thuốc của bác Tư ạ. Đây là kho thuốc nam Tư rất là lớn của chú chị. Kho phía sau này của chú chị rất là lớn luôn. Đây là thuốc thì bà con đang hút thuốc uống Tư. Đây là thuốc cây cỏ mà của chú chị. Rồi thì mời của chú chị ra phía sau. Đây thuốc cây cỏ của mình ở dưới quê của chú chị. Nguyên một kho rất là lớn luôn. Rồi cái chúng ta cũng review cái phía nhà ăn của bác Tư để dành cho bà con đến từ xa để Tư cho ăn bữa cơm phía sau này.
thì Tư nói là một hàng ngày có hàng ngàn người đến bốc số để khám bệnh. Chỗ đây thì mình ta đi mỗi giờ của chúng chị. Đây, cái kho thuốc đó nè. Đây là kho thuốc Nam Quốc là lớn luôn. Khủng khiếp luôn của chúng chị phía sau này. Đó, quá trời lớn luôn của chúng chị. Đó, rất là lớn. Rồi, con chào cô ơi. Con chào cô ạ. Dạ, dạ, cô hôm nay nhiêu tuổi rồi? 74. 74 hả? Cô vô đây làm con quả ha? Rồi, cô vô làm đây nhiêu năm rồi? Cô đi rồi lập hồi năm 2006 tới bây giờ. À, cô ở gần đây không? Cô gần cây số hơn cây số à. Ồ. Sáng cái cô đi xe nó xuống nó rước cô. À. Cái chừng chưa cái cô về cái nó đưa cô về cô cho nó trả nó 20 gì đó. 20 ngàn mỗi ngày hả? Vô đây làm con quả bỏ 20 ngàn đi xe. Trời. Mà miễn mình có đi được thôi. Dạ. Yeah. Dạ, đây là thuốc là bà con đem vô đây là mới được thuốc người ta đem lại cho đó làm cho không à người ta đi kiếm đó. Yeah. Chứ mình đi cho đây cái mình ở không đâu có ở người nào ở không đâu mặn tới bà già còn mất đi bắp to nữa đó, yeah. Thấy không bà yeah. Đi bắp bà mặn cũng mần dữ lắm rồi yeah. Rồi bà bắp to rồi bà còn dẹp dọn nữa yeah. Vậy đó người nhái trồng nghiệp bà ấy lắm yeah. Thì hiện tại trong cái kho làm thuốc này bao nhiêu người không? À, bác cũng kêu một cô đi kêu một bác tao không chịu kêu bác mà đông đông lắm, đông lắm. Yeah. Ở chổng phe nó đi lấy thuốc kia nha ông phe nó đi chở thuốc phe nó đi chở củi chứ ai cho củi gì chở củi gì vì bây giờ đâu có cháu bán đâu mua rồi đi ấy chở củi rồi này kia mặn cái gì cũng mặn chứ không có ai mà ấy làm con quả hay con ha dạ thì con cảm ơn con ha quá trời kho thuốc cảm ơn con dạ con cũng ghi hình để cô chú những người mà có bệnh á thì có thể không biết tới bác Tư ở đây á thì có thể tìm đến địa chỉ này để nhờ bác Tư khám rồi điều trị đó con cũng chia sẻ dạ thì con cũng đi lần đầu tiên thôi thì con cũng nghe đồn á con mới nghe đồn thì con tranh thủ thời gian chạy qua đây liền con ở chợ Vinh lận dạ thì con cũng có bệnh trong người thì con qua đây con khám mà con ghi hình luôn con xin phép bác Tư rồi bác Tư nói tao một ngày tao rất là mệt rất là đông người hàng ngàn người đến được khám mà bị quảng cáo tao nữa là tao mệt nữa dạ cảm ơn con ha rất là nhiều bà con cô chú ở đây qua đây để phụ làm công quả vậy đây là mình biết thuốc có hết luôn ha bác dạ dạ con thì Minter TV dạ kênh con Minter TV dạ dạ đây còn rất là nhiều cô chú ở đây dạ rất là nhiều chào chú ha ở chú đây là này một phần này là bao nhiêu ngày chú cái này là 15 ngày 15 ngày hả ừ hai tỉnh là 30 ngày dạ vậy là cái này mình phải biết thuốc bệnh mới bắt thuốc được rồi chú nha dạ này bệnh gì chú bệnh này này không phải bắt mạch ngoại chứ đây biết khóc chứ không biết bệnh chứ mình coi theo cái to mình khóc thôi ừ. Quá trời thấy rất là nhiều loại thuốc có bệnh mà dạ đây toàn là cây cỏ không có chú chị dạ dạ toàn là cây cỏ không à đây thì nên như là bông trang này của chú này đây cũng là một cái bài thuốc của chú chị mình thấy trồng để làm hàng rào làm đẹp thôi ở đây cũng là một bài thuốc rồi thì mình ta mời của chú chị theo chân ra phía sau rất là rộng của chú chị thì mình ta đi từ trên xuống dưới là đi mỗi chân á
Thì mình xuống nhà sau để mình quay cái nhà ăn. Thì cũng đây cũng có nhóm thiện nguyện để nấu ăn cho bà con. Đây là cái nhà ăn của chú chị. Đây cái nhà ăn để phục vụ cho bà con đến từ xa, thì mình muốn ăn gì thì vô đây thì vô đây thì bác có đãi Phật cơm, cơm chay. Nó rất là rộng luôn. Chào chú nha. Dạ, con thì con cũng làm cũng bên công quả, con bên thiện nguyện để con qua đây để con ghi hình đó, ngay từ trên xuống dưới để có thể có bà con bệnh khắp đất nước Việt Nam ai đâu có điều bệnh hết á, để biết đến để chỗ bác tư để khám và điều trị. Dạ. Dạ, đây là nhà ăn là của chú chị, thì đây là đẩy món chay. Dạ. Dạ. Thì chúng ta quay sơ lược, đây là cháo hả chú ha? À đây là cháo của chú chị. À đây bà con qua đây là làm thiện nguyện rất là nhiều ha bác ha. À bác có thiện nguyện hay là bác đi về bệnh? Ở gần đây không có ở đây phụ hay sao? À. Dạ. Đây là món món chay là của chú chị, cũng như là ăn phúc phê vậy đó. Đây cũng rất là món ăn tự chọn rất là nhiều món luôn. Thì trong đây thì được bác tư lo những phần ăn này cho bà con đến từ phương xa. Ở đây mình là thiện nguyện không á anh? Thiện nguyện không ạ? Anh làm ở đây được bao nhiêu năm rồi? Tổ này làm tổ nấu có tình lễ về làm xa tổ khác. Ồ thì ở đây phân ra nhiều tổ hơn. Phân ra nhiều tổ. Một tổ khoảng bao nhiêu người anh? Mười mấy người. À, một tổ mười mấy người. Rồi làm một tuần lễ. Yeah. Đó, thì toàn là phục vụ miễn phí hết cô chú chị ơi. Có thể đủ không anh? Có thể trong bà con đi khám bệnh đó, vô đây ăn đông không? Đủ luôn. Đông lắm hả? Dạ. Khoảng 9 giờ thôi luôn. Khoảng 9 giờ hả? Dạ, bên đấy YouTube. Dạ, em Minh Tơ TV thì cũng quay về thiện nguyện thôi. Dạ, thì hôm nay thì... Đã có quay cái anh nào bị ở Phụng Hiệp hay gì đúng không? Không, em ở Trà Vinh thôi. Dạ, dạ. Đây là rất là nhiều món. Mấy cô đang chuẩn bị nấu tiếp tục mà cô chú chị. Đó, chào chú à. Ở đây làm chuẩn bị món gì chú? Chuẩn bị sáng thì xào với luộc với canh chua với kho. Ờ, cũng nhiều món con thấy để dạ. Chút cũng nhiều món rồi nè. Xào rồi sườn non chiên nữa. À, chú phục vụ ở đây được bao nhiêu năm rồi? Cũng 5 năm rồi. 5 năm là ở đây là mình làm thiện nguyện hả chú? Dạ. À. Quá trời bà con đây phụ chú ở đâu mà làm bà con ở Trà Vinh đây. Trà Vinh hả? Dạ dạ. Bên YouTube tên gì? À, con là Minh Tơ TV. TV. Dạ Minh Tơ, Minh Tơ vậy không có clip một lát có chú có lên xem. Dạ. Đang quay vô rồi bắt clip rồi sao không biết. Thì chú lên YouTube có bấm gõ chữ Minh Tơ TV là nó ra tên con à. Dạ dạ cảm ơn chú nha. Dạ. Chào chú. Dạ 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 dạ. Dạ. Thì con cũng chia sẻ để giúp cho bà con để biết địa điểm để đi khám để điều trị thôi. Dạ. Thì rồi cô chú chị theo chân bác tư về phía trước để ông bác tư khám và điều trị. Thì Minh Tơ cũng nhận được cái số thẻ là 76. Có thể nãy giờ Minh Tơ đi cũng hơi lâu ấy. Gần tới cái số của danh của Minh Tơ rồi. Chào chú ạ. À. Chú sao dán thẻ vậy? Dán số. Cái số của người ta cho đó rồi mình bằng giấy người ta cho vậy đó chú. Dạ. Chú làm việc ở đây à? Dạ. Dạ, có coi chứ hả? Thì đeo rõ giờ, không nhà không cửa, không vợ không con chú ơi, làm ở đây rõ giờ. Ồ, cô từ thiện với bác tư đây luôn. Dạ. Dạ. Có đau thì xin thuốc bà con ở ngoài mua. Chú ở đâu?
Dạ, còn ngày làm đây tối vô chùa ngủ. Ờ, ngày làm đây đi vô chùa ngủ. Dạ, vô chùa cúng lại rồi ngủ. Dạ, con cũng thấy tội quá, cô chú chị ơi. Thì con cũng lần đầu tiên con ghé đây thôi ha, cảm ơn chú ha. Chú, chú ở đâu? Con ở Trà Vinh lên ạ. Trà Vinh hả? Dạ, dạ. Ở gần chợ không? Dạ, con ở thành phố Trà Vinh luôn. Dạ, dạ. Cảm ơn chú ha. Dạ. Bến Tơ đã vào phòng để quay sơ lược một chút xíu để cho cô chú xem. Đây là Bát Tơ. Tới số mấy rồi anh? Hả? Bây giờ tới số mấy rồi? Dạ. Tại hôm nay mình ta đi thì mình ta cũng ghi hình, thì mình ta cũng ở đây để cho bác Tơ khám bệnh của mình Tơ. Hiện tại mình ta cũng đang bị vài chứng bệnh trong người. Thì nghe đầu thì bác Tơ thì cũng khám bệnh rất là giỏi, rất là nhiều bà con hết bệnh thì người ta tập trung hàng ngày, hàng ngàn người của chú chị, mình nghĩ không phải là hàng trăm người chứ hàng ngàn người luôn. À, đây là bác Tư Ngoan của chú chị, thì cũng nổi tiếng tại tỉnh An Giang. Thì hàng ngày của chú thấy phía ngoài rất là đông bà con. Nói chung là hàng ngày có hàng ngàn người của chú chị chứ không có ít. Sắp hạ liên tục. À, thì ra phía ngoài để quay một chút nữa cô chú chị cùng xem rất là đông. Dạ. Rất là nhiều bà con ngồi đợi. Dạ. Cô số mấy cô? 144 hả? Ồ, cũng lâu ha. Dạ, con cũng có số, con có thể con khám với cô đó. Con đi hồi 8 giờ tối, đến đây là lúc 3 giờ. Dạ, thì con bắt được số 75. Dạ, 75. Dạ. Dạ, con ở Trà Vinh cô. Thì cô có dạ con ở Long Đức á cô. Dạ. À, thì phía ngoài thì cũng có người nhận số xong xuôi là được thẳng vào trong thì bác Tư khám. À, cô xuống đây khám được bao nhiêu lần à? 7-8 năm rồi. 7-8 năm nay hả? À? Ồ, cô thấy sao cô? Sức khỏe của mình? Khỏe, có khỏe đó. Khỏe à? Đi, đeo khỏe đi hoài luôn không? Ừ. À, cô bệnh gì? Nhức với
Dạ. Cô đi 7 8 năm nay luôn hả? À? Một tháng cô đi một lần. À, mình xin thuốc một lần một tháng hả cô? Ừ. Dạ. Rồi, thì cô có gì cô Linh về lên kênh của con cô coi ủng hộ con nha. Dạ, thì con ở Trà Vinh thì con Minh Tơ TV. Đây tên của con đây. Lên thì đại Trà Vinh. Dạ, đại của con riêng, đại Trà Vinh không ai coi không? đại Trà Vinh không ai á, không ai có cái này đâu. Dạ. Giờ thay vô. Vậy là bây giờ chúng có cho bằng cái loại thuốc xoa bóp. Mà mình lên bà thì xoa bóp cũng được. Phải có ông muốn bóp em lắm. À. Vậy thôi giờ mượn mấy nhỏ bóp ra đỡ đi ha. Bay bợ về. Thì bác Tư khám thì mình ta không có thể phỏng vấn được của chú chị. Thì bên phía ngoài có rất là nhiều bệnh nhân thì đang chờ bác Tư khám thì mình ta không có phỏng vấn bắt được. Anh làm việc ở đâu lâu lâu chưa? Anh làm việc ở đây lâu chưa? Lâu à? Cứ tới tên của mentor của chị 75. Đây. Tới mentor. Dạ có. 76.
Thì bên tay cũng có nhiều chứng bệnh trong người, cũng như gan với mỡ, rồi bị tê tai, rồi huyết áp nữa. Thì hôm nay bên tay cũng xuống đây để cho bác khám, để bên tay hút thuốc uống. Cái bệnh này chị ngon dữ lắm, đừng có lỡ nước liên tục đi cho nó hết. Con bị tê tay bác. Ở chứ thì ngủ 30 viên. Bị tê tay bấm điện thoại nó tê. Thì càng dễ mở. Bữa nào nó không tê con mằng dữ lắm nè. Có cái là nó bị tê tay. Trời ơi, mằng nuôi vợ mà tê tay. Con đi giúp rất là nhiều hoàn cảnh chú. Không sao, bệnh dạ. Con nó vậy chứ không sao. Bây giờ con hay đi hay là con hay ở nhà? Con đi nhiều lắm, lại đi quay quay hoàn cảnh. Bây giờ ông Tư cho một cái loại thuốc con khỏi sắc con có chịu không? Vợ dạ, con sắc, vợ dạ, con cầm máy. Vợ dạ, con sắc dạ, tại dạ. Muốn vợ sắc ha. Con chứ, đi xuống à? Chứ ông Tư có cái loại thuốc con khỏi sắc dạ. Con chịu cái nào? Làm được không thì con hết bệnh được rồi. Trời ơi, tao nghe vậy tao mừng. Đồng nghiệp vợ mình sắc cực khổ trần ai. Con không đi suốt mà con ở tại nhà lắm. Mày biết ông Tư nè ha, nấu cơm nè, giữa chén nè, giặt quần áo nè, dân mùng nè, đấm massage cho bả nè. Có luôn à? Cho bả ở không. Sure. Lại bả 78 tuổi. Nếu giờ con nhìn thấy y gan như là con gái 19 vậy đó. Trời ơi, bà đẹp mà bà điệu lắm mà buồn, cưng mới dữ lắm. Đâu bắt vợ sắc thuốc. Ha, sắc thuốc khỏi, khỏi sắc. Con bị hơi báo tử lắm á Tư. Trời, nó nói gì cho mau nhiễm mỡ. Thấy rồi, thấy rồi. Dạ, giờ bắt giúp con cho hết bệnh để con đi giúp những hoàn cảnh khó khăn. Dạ, dạ. Dạ, cho nó xoa bóp. Dạ, rồi. Tới bà xã của con. Con quay lại cho bà xã con á. Cái này có nhà chậm. Dạ. Xoa bóp tay tay rồi đó. Dạ, dạ. Thì bác Tư cũng rất là vui vẻ của chú chị. Thì hôm nay bác Tư xuống đây để quay đoạn video này xin gửi cô chú quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm và khán giả xem kênh. Thì có ai có những bà con mình bệnh thì cứ tìm tới bác Tư thì bác Tư sẽ chữa trị cho. Rồi thì bên tôi cũng đã nhận được to thuốc của bác Tư. Thì bác Tư đã cho mình tôi một cái chai thuốc để xoa bóp cái tay bên tôi bị nhức á, ngón tay của chúng chị. Thì cái bệnh của bên tôi bác Tư kiên cử rất là nhiều. Đây thì bên tôi cũng đọc cho cô chú thì xem luôn. Thì không được ăn dầu mỡ khô, rồi mắm, thịt, trứng, bí đao, rau, dịu, quà dạ, đồ chua, khổ qua. Không được uống rượu, bia, sữa, cà phê, nước có ga. Đây là những chứng bệnh của bác Tư đã đưa cho mình tờ để cái phần kiên cử. Thì bây giờ mình tờ sẽ vào phía dưới để hút thuốc để đi về Trà Vinh. Thì mình tờ cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều thì đã xem kênh của mình tờ. Thì một lần nữa thì mình tờ cũng xin nhắc lại địa chỉ thì phía trên video thì mình ta đã nhắc rồi. Thì cô chú nào ai có người bệnh, người thân thì muốn đi khám bệnh tại đây thì cứ xem cái địa chỉ để bên đây để đi khám. Thì hàng ngày thì bác Tư khám rất là nhiều, hàng ngàn người để lên đây để nhận thuốc. Thì một lần nữa thì mình ta cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Thì mình ta cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì cuối video mình ta cũng xin kính chúc cô chú khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi hẹn cô chú chị xem tiếp video sau cũng được. Phía sau này thì
anh chị và con cũng hút thuốc. Đây bột sẵn thì ai có bệnh thì có to thuốc thì ra đây, đây để nhận thuốc của mình.